Chào mừng anh em đến với kênh Đam Mê Năng Lượng để trả lời cũng như giải đáp các thắc mắc của anh em. Hôm nay thì đến với câu hỏi đầu tiên của một anh ơi cho em hỏi, giờ em có hai tấm pin 200W 20V đấu nối nối tiếp sạc MVT 45A Aqui Yamato 24V 100A. Và em có hai tấm pin Nhật chạy cho con biến từng 3 trong 1, em xài chung một hệ Aqui, giờ em muốn nâng cấp thêm một tấm pin 200W 20V cho con MVT 45A. Là 3 tấm 200W hay một tấm pin Nhật cho con biến từng 3 trong 1, em đang phân vân giữa hai tấm. À rồi, cái ý của anh hỏi là mà anh sử dụng cái con biến từng 24V áp cao đúng không? Đó, và một cái con sạc MPPT. Đó, nhưng mà hai hệ pin, hai con sạc sạc chung cho một hệ ắc quy, nhưng mà cái anh đang băn khoăn bây giờ không biết nâng cấp thêm cái tấm 200W để đấu nối tiếp 3 tấm sử dụng cái con sạc 45A sạc cho cái hệ ắc quy 24V 100A, hay là tiếp tục mua thêm một tấm pin Nhật nữa để về đấu nối song song, hay là nối tiếp để sử dụng chung là cho cái con biến từng đó tích hợp sạc MPPT áp cao ha. Thì anh đang phân vân là không biết mua cái tấm pin nào để về sử dụng cho con chung của miếng tầng hay là riêng cái sạc của 45A. Đó, theo cá nhân tôi như thế này nha, anh nên mua cái tấm pin Nhật 160W áp cao nha, về đấu nối tiếp ha, tại vì cái con miếng tầng áp cao đó nó sẽ hay hơn và nó sẽ ổn định hơn. Tại vì như thế này anh nè, tại vì những cái con mà biến tầng 3 trong 1 á, nó xây điện trực tiếp từ cái pin năng lượng đi vào nó xây lên luôn ha, nó xây điện luôn, giống như ngày có nắng là có pin nó tạo điện vô nó, mình cứ xem nó xây trực tiếp luôn đó, nó hay có chỗ đó. Còn nếu mà anh đầu tư thêm cái tấm mà 200W á, về mà điều khiển cho ghép nối tiếp vô cái con sạc MPPT á, thì ít nhất là nó phải tác động đến cái bình, tại vì cái con sạc MPPT nó phải sạc xuống cái bình nó quánh máy quánh dòng lên cái con kích, thì cái đó là hình như là ít nhiều thì nó cũng ảnh hưởng một phần nhỏ, tôi nói là một phần nhỏ thôi nha, một phần nhỏ đến cái hệ lưu trữ của mình. Nên cái trường hợp này riêng cá nhân tôi thì tôi thấy anh nên đầu tư cái tấm pin Nhật cho cái con biến tầng ha, 3 trong 1 á, hệ 24 sẽ hay hơn, ổn định hơn. Tại vì cái con 3 trong 1 nó xây điện trực tiếp từ cái tấm pin mà, nó đâu có lấy điện từ pin đâu, chừng nào mình sử dụng thiếu hụt cái lượng pin nó tạo ra, nó mới lấy cái pin nó bù lên thôi. Còn nếu bằng ngày có nắng mình sử dụng tầm cái công suất mình ngang với cái công suất pin thì nó xây trực tiếp cái pin lên luôn à, nó không có lấy đến pin, nó không ảnh hưởng đến pin, nó rất là hay ho ở chỗ đó. Nên cái trường hợp này thống nhất với anh là cái tấm pin Nhật 160W nha. Rồi qua vài thông tin xin chia sẻ cùng anh nhé. Tiếp theo là câu hỏi đến từ một anh cho hỏi, pin ắc quy xe đạp điện 12V 15Ah dùng con sạc xanh mình để chế độ B1 hay B2, anh cảm ơn và chúc sức khỏe. Dạ xin cảm ơn anh rất nhiều ạ. Dạ không biết là cái con sạc xanh như anh thấy trên hình đúng không? Nếu mà cái con sạc này thì lâu quá tôi cũng quên nhỉ. Hình như nếu mà anh để cho sạc cái bình xe đạp điện bình khô, có thể là bình gel ha, thì để B01 là cho bình khô, còn có thể là B02 á là cho bình gel, còn B03 là cho bình nước hay gì á. Đó, nó khác với những cái con sạc khác ha, nó khác với con sạc vàng này, B01 là cho bình axit chì các loại ha, bình nước bình khô ha, còn B02 thì cho lithium, B03 thì cho lai B4. Còn nếu mà cái con sạc màu xanh á thì nó giống trên hình này á, thì có thể là anh để B02 là sạc cho bình gel ha, hoặc là B01, B02 gì cũng được nha anh, tại vì bình xe điện là cái dạng như bình khô thường gel, nên nếu mà anh để B02 cũng được nha. Đó, rồi thì qua vài thông tin xin chia sẻ cùng anh nhé, xin cảm ơn anh. Tiếp theo là câu hỏi đến từ một anh cho hỏi, em xài quạt 12V với dài bóng đèn thì em xài tấm pin bao nhiêu watt và ắc quy bao nhiêu là hợp lý, em định đầu tư hệ pin mặt trời, nhờ anh tư vấn dùm, cảm ơn anh. Nếu mà anh muốn đầu tư một bộ điện độc lập nhỏ để phục vụ chẳng hạn như thắp sáng những cái bóng DC vào ban đêm, hay là những chạy quạt DC ban ngày và ban đêm ha, thì như thế này tôi thấy anh nên mua những cái tấm pin, thật ra tấm pin ha 150W, 200W, 200W này ha, nên mua tấm pin 200W áp thấp nha. Đó, nhìn mua cái tấm pin 200W ha, và cái con sạc BBKM màu vàng, và tầm khoảng hai cái pin Yamato. Đó, vừa ban ngày thì anh cũng có thể là vừa sạc vừa xả là sử dụng những cái quạt DC á. Thì còn lại hai cái pin nó cũng tích trữ tầm khoảng nửa kW điện, 500W điện để phục vụ thắp sáng hay chạy quạt vào ban đêm. Đó ha. Đó thì đây là một bộ điện cũng nhỏ nhỏ ha anh.
Đó thì qua vài thông tin xin chia sẻ cùng anh, nếu mà anh không ngại về cái đồng tiền của mình á, nếu mà mình có kinh phí cao thì nên đầu tư cái chừng 4 cái bình ắc quy nha. 4 cái bình ắc quy thì nó sẽ ok, 3 4 cái ha. Còn tôi nói hai cái là cái dạng như tối thiểu nhất là phải có lưu nửa kilo điện để phục vụ vào ban đêm, chẳng hạn như mình thắp một vài cái bóng đèn DC 12V và một cây quạt DC cũng chạy, tại vì cây quạt DC có công suất khoảng trên dưới 15 W giờ thì chạy từ chiều đến sáng này nó tiêu thụ khoảng 200 W điện đổ lại thôi. Đó, còn đối với thắp sáng thì cũng nó bóng đèn DC nữa không bao nhiêu. Đối với hai cái bình Yamato á thì nó cũng đủ phục vụ qua một cây quạt DC cho anh từ chiều đến sáng, và một hai đến ba cái bóng đèn DC mình thắp đến khi mình đi ngủ thôi, ví dụ như chiều tối mình thắp đến 90 giờ mình tắt rồi. Đó, chỉ cần hai cái bình Yamato cũng đủ, nhưng mà cái đó là hai bình Yamato cũng hợp lý ha. Nhưng mà còn nếu mà anh muốn đầu tư ngon ngon hơn nữa, bốn cái cũng được ha, bốn cái thì nó quá tuyệt vời rồi đó. Nhưng mà tôi thấy là chỉ cần cái tấm pin 200 W nè, hai cái bình Yamato và cái con sạc màu vàng ha là phù hợp nhất nha anh. Rồi qua vài thông tin xin chia sẻ cùng anh nhé, xin cảm ơn anh nhiều. Tiếp đến là câu hỏi đến từ một anh ơi, cho em hỏi, em đang có một con MBUT 20A và con biến từng 3 trong 1 loại 3000W, em muốn dùng song song hai con này, MBUT em để sạc từ năng lượng mặt trời, còn biến từng em để dùng kích lên điện 220V và bù lưới vào được không anh? Em đang dùng hệ 24V ạ, thank you anh nhiều. Dạ cảm ơn em. Dạ được anh ạ, mình dùng cái con 3 trong 1 để mình dùng cái kích. Còn đối với pin năng lượng mặt trời thì mình dùng những cái con sạc khác, mình sạc vô cái hệ bình lưu trữ của mình á, thì mình dùng những cái biến từng, mình dùng cái kích rồi mình dùng thêm bù lưới vào, cái đó là được ha, tốt, không có vấn đề gì ha. Đó, rồi thì qua vài thông tin xin chia sẻ của anh là được ha. Tiếp đến là câu hỏi đến từ một anh ơi, pin Lightbulb 3,2V 100A, mình ghép 4 viên pin lại thành 12V 8 100A, vậy là mình có 400A pin phải không anh? Pin này tương đương với ắc quy 400A không anh? Như vậy lưu trữ được bao nhiêu kilowatt điện vậy anh? À, 4 cell pin này nếu mà anh ghép nối tiếp lên nó chỉ là 100A mà thôi anh à, chứ không phải là 400A nha. Khi nào mà anh ghép song song á, ghép song song 4 cái khối pin này lại với nhau á là cái điện áp 3,2V thì nó mới là 400A. Còn mình ghép nối tiếp á, thì nó sẽ tăng cái áp lên thì nó vẫn là giữ nguyên cái dòng, là tất nhiên là 12V 8 thì nó vẫn là 100A đó ha. Thì 100A nó lưu 12V, 100A nó lưu trữ được 1200W điện nha. Đó, chứ không phải là 400A nha anh. Đó, so với cái ắc quy anh hỏi như vậy là đâu rồi? Bên này tương đương với ắc quy 400A và dạ, không 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 phải anh. Ắc quy, ví dụ ắc quy 12V 400A là lưu 4800W điện, còn cái pin này á 12V có 100A à thì nó lưu có 1,2 ký điện nha anh. Đó. Rồi thì qua vài thông tin xin chia sẻ cùng anh là 4 cái cell pin này ghép nối tiếp lên 12.8V nó lưu được 1,2 ký điện, đó là dung lượng 100A, 12V 8 100A chứ không phải là 400A nha anh. Đó, rồi qua vài thông tin xin chia sẻ cùng anh nhé, xin cảm ơn anh. Tiếp theo là đến với câu hỏi một anh ơi, mắt thằng sáng sáng mai báo đỏ sạc lúc nó chuyển qua xanh lá là sao anh? À, tôi nhớ cái câu hỏi của anh rồi. Tôi nhớ cái câu hỏi lúc trước là anh hỏi về cái bình Enimax đúng không? Cái bình Enimax đó, từ đó tôi nhớ nhớ, tôi trả lời này lâu rồi, nay mấy bữa, nhưng mà anh nói về cái mắt thần á thì tôi mới nhớ. Cái bình khởi động nó có cái con mắt thần như tôi đây nè. Đây, cái bình của tôi nó cũng có cái con mắt thần nè, thì ở đây nè anh xem nè ha. Ở đây nó có, đây nè. Tôi đúc cái máy này nó vô đây tôi quay nó hơi khó nha. À vàng, để tôi đúc cái máy vô đây, đây nè ha, nó có ba con mắt thần nè. Thì đây nè, nó biểu đây nè. Thì nếu mà cái con mắt á ở trong anh nhìn nó biểu hiện là cái tròng, cái tim ở trong á là nó màu trắng, ở gì diện ngoài màu đỏ, coi như hình như là cái bình nó bị hư ha. Cái đó là cái này thì cái nơi mà tôi mua bình á thì người ta nói vậy, này là hư. Nếu mà cái con mắt thằng nó chuyển qua cái biểu tượng vậy nè, cái hình vậy nè, ở trong tim nó màu trắng, xanh quanh ngoài nó đỏ là bình hư. Còn nếu mà ở đây nè, chuyển sang cái thứ hai, nếu mà cái con mắt thằng nó báo á là cái tim ở giữa màu đỏ ha, đó, xanh quanh ngoài nó màu trắng á là bình đang hết điện. Đó. Rồi, cái tiếp là đây nè, ok nè. Rồi khi mà nó chuyển cái ở cái tim ở giữa màu đỏ, xanh quanh màu xanh là bình sạc gần gần đầy điện, có điện. Đó, ok ở đây đó, đó. Thì cái con mắt thằng là bây giờ tôi quay, tôi đút cái máy vô tôi quay không có được. Bị nó nằm trong cái kẹt này nè, cái này nó có một chút là có mấy phân à, cái máy tôi đưa vô đây không có được nha. Đó, thì cái bình, những cái bình khởi động nó có con mắt thằng nè, thì anh nói ra
cái câu hỏi của anh là tôi nhớ hôm bữa anh có hỏi về cái vấn đề anh đang phân vân mua đầu tư pin đó, anh hỏi tôi là pin Enermax lưu pin điện năng lượng mặt trời có được hay không. Thì tôi nhớ cái câu hỏi của anh này, tôi mới nhớ sực nhớ là cái con mắt thằng này thì ở trên cái pin này nè, nó có ba cái nè, pin hư à, bên đây là cái biểu tượng cái pin hư nhá, đó pin hư, pin không còn cầm điện à, đây nè. Còn bên đây á thì pin đã hết điện, nó biểu hiện á thì anh để ý á, trên cái pin anh có mà hả, nếu pin có mắt thằng thì nó có trên đó. Còn nó bình sạc lúc thì anh ý anh hỏi là bình thường là cái anh nó cái màu trắng trắng này giữa đỏ phải không, thì nó hết điện đúng không, anh sạc một chút cái chuyển qua màu xanh đúng không, có điện cái điện nó màu xanh ok nè là được rồi ha. Đó là như vậy nha, rồi qua vài thông tin xin chia sẻ cùng anh ha, thì anh kiểm tra lại xem đó, thì anh kiểm tra lại mấy cái bình của anh cái giống vậy không, ở trên cái bình nó có cái những cái hướng dẫn cho mình xem nè, đó là có kế bên này có cái con mắt thằng, bây giờ tôi đút cái máy vô tôi quay không có được ha, đó là anh cảm ơn nha, rồi xin cảm ơn anh nha. Theo là câu hỏi đến từ một anh cho em hỏi bình Yamato 12V 30H có dòng xả bao nhiêu ạ, à? Xả đến áp bao nhiêu thì ngắt để bền cho bình ạ, à? Em cảm ơn anh nhiều ạ. Dạ bình Yamato này nó có cái dòng xả, nó cho phép xả là 3 phần 10 của bình, là tất nhiên mỗi cái bình 30H như thế này nó cho phép xả khoảng 9A trên giờ là cái khung an toàn nhất nha, khung an toàn rồi, xả 9A trên một bình là an toàn, 9A phần để tính tôi tính bao nhiêu watt vậy, 9A nó là tầm tầm khoảng 100W, 100W giờ đổ lại cho mỗi một cái bình xả ra tầm khoảng 100W trên một giờ ha. Đó còn mình sử dụng cái áp mà tuột xuống 11V mình ngưng ngưng xả là được rồi, là như vậy là nó đã bền rồi anh. Thật ra cái bình Yamato này nó có cái dòng xả rất là lớn nha, tại vì nếu mà anh em có thường xuyên theo dõi kênh của tôi đó, thì anh em có xem những video mà tôi dùng hai cái bình Yamato này mà chạy cái máy giặt á, để cho anh em xem cách này cũng 5-10 bữa hay gì đó, tôi có làm mấy cái video về chạy máy giặt dùng hai cái bình Yamato chạy giặt á, thì tôi thấy cái bình Yamato này á nó có cái dòng xả rất là lớn, nó xả sâu xả cao, tại vì cái lúc mà máy giặt đến khúc cuối á nó sấy cho ráo nước đồ thì nó lên hai cái bình nó lên công suất là trên dưới 400W, là tất nhiên mỗi cái bình nó xả tải lên là 200W đó ha. Đó vậy là mà tôi để cái áp bình, tôi thấy áp bình nó cầm rất là chắc, nó không tụt áp ha, cái bình nào mà xả nó không tụt áp là tức cái bình đó nó cho xả rất cái dòng xả rất là lớn ha. Riêng đối với bình Yamato này, tại vì bình kéo motor xe đạp điện mà nó kéo cái motor xe điện á, nó mà mình dùng pin năng lượng mặt trời này mà nó thật ra cái công suất mà dùng pin năng lượng mặt trời này so với những kéo cái motor xe điện nó chả thấm đâu vào đâu hết đó, nên cái theo cái thông tin mà tôi tìm hiểu được á, cái bình Yamato này cho xả 3 phần 10 của bình là nó vẫn là tốt là bền rồi đó ha, là tất nhiên là mỗi cái bình anh cũng có thể là xả khoảng 100W đó, ví dụ như anh có hai cái thì anh cũng có thể là xả 200W trên giờ, ba cái 300W trên giờ, 4 cái 400W, 5 cái 10 cái xả có thể là 1000W trên giờ, đó là cái khung an toàn. Thì tôi nói trên khung an toàn thì biết là anh xả nhỏ hơn trong cái khung đó nữa thì nó vẫn quá tuyệt vời rồi đúng không. Rồi cái áp bình xuống 11V là ngưng xả là đẹp nhất nha, là nó bền theo năm tháng luôn. Rồi thì qua vài thông tin xin chia sẻ cùng anh nhé, xin cảm ơn anh nhiều. Tiếp đến là câu hỏi đến từ một bạn, chú ơi con có hai tấm pin 50W lắp song song, con định nâng cấp thêm một tấm 200W nữa sạc cho pin 90H nhưng không biết chọn tấm pin 200W nào cho phù hợp, mong chú chia sẻ. Cảm ơn chú ạ. À, bạn mua cái tấm pin 200W áp thấp á, áp thấp về đấu song song vô luôn với hai cái tấm pin 50W bạn đang có nha. Mua cái tấm pin áp thấp về đấu song song vô luôn. Đó. Rồi, qua giờ thông tin xin chia sẻ cùng bạn nha. Pin 200W áp thấp nha. Áp thấp nó mới bằng cái von á. Cái von nó thấp, cái von nó 20V, 18V á là nó bằng cái von nó bằng bằng von hai cái tấm pin bạn đang có về đấu song song vô. Đó, hãy sạc nha. Rồi, cảm ơn bạn. Tiếp theo là câu hỏi đến từ một anh cho em hỏi em có hai tấm pin 160W áp cao, em sạc cho hệ 24V và lấy đầu ra của sạc MPT 24V cấp cho sạc BBKM sạc cho hệ 12V được không anh? À được anh ạ, à, được. Ý của anh nói là tôi đã hiểu rồi ha, nên tôi không có trình bày rồi. Đó, mà cái ý anh đưa ra thì tôi biết chắc chắn anh đã biết đấu nối rồi, nhưng mà anh còn đang phân vân không biết được hay không. Đó, thì tôi cũng hiểu ý anh. Đó, thì tôi nói được. Đó, được là được. Rồi, thì anh cứ đấu nối theo như cái thông tin của anh đưa ra là ok nha. Rồi, xin cảm ơn anh. Tiếp
theo là câu hỏi đến từ một anh. Đây cũng là câu hỏi cuối cùng trong cái video này. Cũng còn khá là nhiều câu hỏi của anh em đặt ra hôm nay, nhưng mà qua ngày mai nha anh em, qua ngày mai tôi sẽ trả lời. Chứ bây giờ tôi trả lời luôn, cái video nó quá dài nha. Đó thì câu hỏi của một anh để lại như thế này: hệ 48V em xài mạch cân bằng rồi anh, ba cái bình 200Ah mới luôn anh, khi xả ba bình 200Ah xuống 12.4, hai bình 100Ah thì xuống 8.6V, tất cả bình viễn thông gieo hết anh mà sao sạc xả không đều. Cái câu hỏi của anh hôm qua tôi có trả lời rồi đó, nên tôi đã nắm rồi đó. Thì hôm nay thì anh có xem cái video hôm qua rồi thì anh có nêu lại cái thông tin đó ha. Thì không biết là anh đấu nối, thì tất cả bình của anh là bình mới đó ha, bình mới, nhưng mà không biết là anh đấu nối như thế nào, nhưng mà anh đã có lắp mạch cân bằng rồi ha. Nhưng mà riêng hai cái bình mà đấu song song lại để đấu nối tiếp với hai cái bình 200Ah á, nói chung á là nó cùng dung lượng với nhau, nhưng mà tại sao có một cái cặp bình anh câu song song bình 100Ah này nó áp nó xuống thấp quá. Đó, thì bây giờ tôi sẽ dùng cái bút lông tôi vẽ cái hình minh họa để cho anh tham khảo lại nha. Rồi, đây như thế này, tôi vẽ nhanh nha, tại vì anh đã nắm được rồi. Ví dụ như đây là tôi vẽ ba cái, tôi vẽ cái lớn cái nhỏ anh thông cảm nha. Rồi, ví dụ ở đây tôi vẽ là ba cái bình 200Ah của anh ha. Đó, thì bây giờ đây là anh đã đấu nối tiếp nè, ba cái bình 200Ah ha, anh đấu ba cái nối tiếp rồi. Bây giờ còn lại cái bình xin lỗi, tôi vẽ cái hình này nó sai. Đáng lẽ cái bình 200Ah á, cái cọc nó nằm vậy vậy đúng ha. Cái cọc nó nằm ở mặt hẹp của bình, còn bình 100Ah á nó nằm ở mặt rộng của bình nha. Đó, đây cái này là tổng cái chiều dài của bình đó. Vậy ha, cho anh dễ cái hình dung nha. Đó, còn cái bình 100Ah á thì cái hai cái cọc bình nó nằm ở cái hình nó nằm vậy đúng không? Đó, nằm vậy. Đó, nên bây giờ như thế này nha. Đó, đây. Đúng không? Vậy là anh câu xong, đây là hai cái bình 100Ah đúng, đây anh câu xong song song qua đây đúng không? Đây nè, đây câu song song qua đây. Cộng qua cộng ha, cộng qua cộng, trừ qua trừ ha, đúng không? Rồi, ở đây nè, ví dụ như thay gì á, vẽ câu qua đây, nhưng mà anh câu cái kiểu này nha. Đây nè, anh câu á từ đây nè, xong qua đây rồi ha. Bây giờ thay gì anh câu đây. Đây nè, câu đây, vô đây. Đây đây ha. Ok nha. Đây đây ra cái điểm, ví dụ như bây giờ ví dụ như bên đây là điểm âm hay là điểm dương gì 48V thì nó ra hai đầu, một bên nó là âm, bên là dương 48V. Rồi, ví dụ như đây là hai cái bình ha, anh lưu ý ở đây là cái dây đấu nối á từ cái cục bình này ha. Cái bình này qua bình này, ví dụ như anh đi dây là khoảng tắc rưỡi đúng không? Tắc rưỡi. Đây dây cũng tắc rưỡi ha, 15cm đây. Rồi cái dây này á qua cái bình này cũng là đúng tắc rưỡi luôn nha. Đúng tắc rưỡi luôn. Ha. Đúng một tắc rưỡi luôn nha. Cái dây từ đây qua cái bình này đúng tắc rưỡi nha. Lưu ý hai cái đầu ra này đi dây á cũng là nó đều với nhau, đúng là ví dụ như cái điểm mà đây á, từ đây đến cái ví dụ cái con kích của anh. Kích của anh câu đây thì nếu mà anh đi dây theo kích á, đi dây theo kích á thì nó đều dây rồi, nó không nói thì một cái đầu anh bắt vào cái điểm này ha, một cái cọc này. Còn là hai cái cọc này á thì anh làm sao ha? Anh làm sao anh đi dây nó ngắn ngắn ha, đi anh lấy ở giữa nha, lấy ở giữa đây nè, đó, lấy ở giữa thì anh bắt vô cái ở giữa đây nè, ha, bắt ở giữa từ cái ví dụ như cộng qua cộng thì anh cố gắng làm sao anh đi dây từ đây đây cho nó thật là ngắn, rồi anh cái dây mà từ kích đó anh lấy ở cái điểm giữa hai cái bình này, cái lấy giữa chứ đừng có lấy ngay cái cọc này, ha, đó, ví dụ như tôi không biết là anh đấu nối ngay chỗ này, tôi không biết, là để tôi vẽ lại một cái nữa. Đây là hai cái bình 100Ah của anh nè. Đó, ví dụ còn đây là những cái ba cái bình lớn đi. Đó. Tôi vẽ anh ráng hình dung thôi nha. Đó, vẽ chủ yếu là mình làm những cái hình minh họa để chia sẻ anh em thôi. Thì tôi không biết cái anh lấy là anh lấy thế nào. Tôi sợ nhất là anh lấy cái kiểu này nè. Đây anh đốc song song qua đây rồi. Đây anh câu nối tiếp qua, câu nối tiếp qua, câu nối tiếp qua. Rồi cái dây kích đó anh bắt vô cái cặp bình này. Rồi đầu anh bắt vô đây. Không biết anh lấy cái kiểu nào, anh lấy kiểu này là không được nha. Anh lấy kiểu này là cái bình này nó chạy từ cái bình này mà sang điện đây nó chậm lắm ha. Nên câu là không có câu mà đây qua đây đây đây, nói tiếp là đây cái cọng dây đây đi vô đây nó đều ra. Đây như cái hình này ha. Đó, mình phải đi chéo đây dây đây nè, bắt vô cái cọc này và cái cọc này, nhưng mà dây á
cái cọng này từ đây qua đây á, ví dụ độ dài 1,5 tấc, từ đây cũng 1,5 tấc, để cái cọng dây mà nối tiếp những cái bình lớn này cũng 1,5 tấc ha. Rồi cái dây ở đầu này á ra thì thay vì anh đấu song song hai cái bình này lại, phải không, đấu song song hai cái bình này lại với nhau á, thì thay vì cái cọng dây kích xuống á, thì anh phải lấy ở giữa cọng dây chia hai ra, anh lấy ở giữa cọng dây, chứ không phải là anh lấy một cái cọc bình này ha. Anh lấy một cái cọc bình này là không được nha, hoặc là anh lấy cọc bình này là không được, phải lấy ở giữa hai cái bình này. Nhưng mà cái bình này đâu nối tiếp lại cái cọng dây để khác hai bình này. Nó càng ngắn, nó ngắn thật là ngắn, ngắn đến mức là tối thiểu nhất hai cái bình cọ sát là với nhau, là cho nó thẳng dây lấy, rồi lấy điện dây kích ra, lấy ở giữa, sạc vô cùng ở giữa nha, ở giữa hai cái bình, tại vì anh có hai cái bình 100 AH anh đốc song song rồi ha. Đó, anh lấy ở khoảng giữa đó, ngay cả nối tiếp á, thì nối tiếp hình là nối là hai cọc luôn nha. Đây điều điều tôi vẽ nó dài nhưng mà cũng dài ngắn, nhưng mà quan trọng từ đây qua đây cũng dây này 1,5 tấc, nhưng mà cặp vô đây nữa, qua cái bình này nữa cũng dây 1,5 tấc luôn ha. Đó thì không biết á, hồi nãy giờ á tôi trình bày không biết anh có nắm được cái thông tin như thế nào không. Đó thì tôi không biết là anh lấy điện ra vô như thế nào, nhưng mà để mà hai cái bình này nó lệch áp á, tại vì dung lượng anh nói á, ba cái bình này mới điệu nhau, ba cái bình 200 Hz này mới, và ngay cả hai cái bình 100 Hz, hai bình mới đốt song song nữa, để cho nó bằng dung lượng ba cái bình này thì câu nối tiếp lên. Nhưng mà cái quan trọng cái chỗ câu này là tôi không biết anh câu như thế nào mà để mà cái hai cái bình nhỏ nó sạc xả không có điều, nó lệch áp rất là lớn, mà anh có lắp mạch cân bằng rồi. Thì hồi nãy giờ thì anh đã nắm được thông tin chưa? Đó thì nếu mà anh không nên mà lấy cái kiểu như câu nối tiếp đây, cái bình này quẹo xuống đây, quẹo đây là không được nha, phải câu nối tiếp với cái bình 200 Hz này, cộng dây qua đây và cộng dây qua đây, mỗi cộng dây bình này cho nó đều với nhau, không có cộng dây cộng vắng. Rồi lấy điện á, ngay chỗ này lưu ý lấy điện ra, cái dây kích vô lấy ở giữa hai cái bình này, cái cộng dây điện tách làm đôi ra, câu song song, ví dụ cộng qua cộng, phải không, cộng qua trọng, trừ qua trừ, thì anh lấy ở giữa cộng dây này, lấy ở điểm giữa, chứ không phải lấy một cái cục bình, một cái bình một nha, lấy cái bình này là cái không được, nó phải lấy ở giữa như vậy nó mới chuẩn nha anh. Rồi thì qua vài thông tin xin chia sẻ cùng anh nha. Rồi cái video của tôi đến đây cũng xin tạm dừng nha, xin chân thành cảm ơn anh em rất nhiều nha.